số liệu của Savills Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định. Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản năm 2017, tâm điểm của thị trường sẽ là phân khúc nhà ở giá rẻ. Vì sao hạ tầng đã hoàn chỉnh nhưng các khu công nghiệp vẫn gặp khó trong việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp? Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin chính sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong bản tin Đĩa 24 giờ ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2017, thì các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 345 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, tăng gần 12 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, dự án được cấp mới là 11 dự án, với số vốn đăng ký tương ứng là 308,95 triệu đô la Mỹ. Có 2 dự án tăng vốn và có 14 lượt góp vốn mua cổ phần, với tổng giá trị gần 59 triệu đô la Mỹ. Tích lũy kế tới tháng 2, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã thu hút 52,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Nhận định về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn GLL Việt Nam cho rằng đây sẽ tiếp tục là một năm tích cực cho thị trường bất động sản Việt Nam. Kinh tế Việt Nam liên tục được cải thiện với các chỉ số kinh tế tích cực và được công nhận là một trong những thị trường triển vọng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, số liệu của Savills Việt Nam cũng cho thấy thị trường bất động sản của hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn duy trì ổn định. Savills Việt Nam cho biết, trong quý 4, 2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá nhà ở khoảng 93, tăng 1 điểm theo quý và 3 điểm theo năm, do giá trung bình cao từ những dự án mới mở bán trong năm 2016. Thị trường căn hộ sẽ đón nhận một lượng lớn nguồn cung tương lai trong 2 năm tới, đặc biệt là phân khúc trung và cao cấp. Còn ở Hà Nội, thị trường vẫn duy trì mức ổn định cho dù nguồn cung tương lai lớn, tập trung vào phân khúc hạng trung và nhà ở giá rẻ, chủ yếu ở quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Từ Liêm và Hà Đông. Theo dự báo của Savills, trong 2 năm tới, giá thuê văn phòng tại khu vực trung tâm dự kiến sẽ tăng do khu vực này không có nguồn cung mới. Thưa quý vị, theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, sau những đợt sốt nóng vì đầu cơ thổi giá, vài năm trở lại đây thị trường bất động sản Hà Nội đang tự điều chỉnh và dần đi vào ổn định phát triển bền vững hơn. Việc hai ông lớn trong lĩnh vực bất động sản tuyên chiến, chiếm lĩnh vào phân khúc nhà giá rẻ được dự báo sẽ là cuộc đua sôi động nhất vào thời điểm cuối năm nay. Hầu hết các chuyên gia bất động sản đều cho rằng trong vòng 3 đến 5 năm tới tại Hà Nội, phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ khan hiếm do quỹ đất đầu tư khó khăn, trong khi đó nhu cầu nhà ở bình dân khu vực này luôn ở mức cao. Mặt khác, các chủ đầu tư nhà giá rẻ cũng đang rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền bên cạnh những chính sách hiện hữu. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo nhu cầu nhà ở vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ trên địa bàn thành phố trong 10 năm tới có thể lên đến khoảng 1 triệu căn. Theo khảo sát của Sở Xây dựng Viện Nghiên cứu Phát triển thì có khoảng 500.000 hộ chưa có nhà, khoảng 81.000 hộ cần nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Trong tổng số hơn 402.000 công nhân lao động đang làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố thì có đến 284.000 người, chiếm 70,6%, đều đang phải thuê phòng trọ, nhà trọ. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất thiếu nhà ở xã hội cho thuê và loại căn hộ nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ từ 1 đến 3 triệu đồng trên một tháng. Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của Sở Xây dựng, từ nay đến năm 2020, thành phố phát triển 39 dự án với quy mô 45.000 căn hộ, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 30.000 căn. Thưa quý vị, trong thông tin quảng cáo về dự án và cả trong hợp đồng mua bán ký với người dân, thì chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Văn Phú, Trung Kính đều thể hiện dự án Home City có địa chỉ tại 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Thế nhưng đến khi về ở thì cư dân mới ngã ngửa và cảm giác như bị ăn quả lửa vì họ không được đi lối 177 Trung Kính mà phải đi theo một con đường khác. Phóng viên Đĩa 24 giờ đã trực tiếp tìm hiểu về vấn đề này. Đây đáng lẽ là lối đi của hàng nghìn hộ dân tại chung cư Home City, mặt đường Trung Kính nhộn nhịp, sầm uất. Giờ đã bị chặn lại. Cái này là đường, này là đường của Văn Phú Y Vết. Còn cư dân bên kia nữa muốn hỏi gì vào ban quản lý tòa nhà. Bọn em mua nhà toàn địa chỉ 177 Trung Kính. Đây đó thì vào ban quản lý tòa nhà nhé.
Cũng bởi tin vào lời quảng cáo của chủ đầu tư và bản hợp đồng mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Văn Phú, Trung Kính ký với khách hàng, đều thể hiện dự án Home City nằm tại địa chỉ 177 Trung Kính mà người mua nhà đã không tiếc tiền tỷ để mua căn hộ tại đây. Thực ra tôi mua là vì địa chỉ nó là 177 Trung Kính, vì tôi thích cái vị trí đó. Trên hợp đồng thì tất cả đều là 177 Trung Kính. Đến khi nhận nhà xong ấy, thì mới biết là mình phải đi lối đằng này. Chính xác ra như thế. Lúc đó tôi mới ngã ngửa ra. Theo mình hiểu là đây là cái thái độ là lừa đảo, tức là lập lờ hợp đồng mua bán về địa chỉ, làm cho người mua người ta là bị nhầm lẫn cái việc này. Đa số cư dân mua nhà ở đây là hy vọng là đi 177 Trung Kính và địa chỉ 177 Trung Kính. Bản thân là các bây giờ là người nhà hàng xóm đến để tìm địa chỉ nhà nó cũng không biết tìm ở đâu, kể cả là bưu phẩm ra gửi về là cũng không biết là gửi đi đâu. Quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo. Bức xúc kiến nghị đến chủ đầu tư, người dân lại gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười. Con đường đi chính thức của cư dân chung cư Home City được chủ đầu tư hứa hẹn là rộng 21m ngay trước cổng dự án, nhưng chưa biết khi nào mới triển khai. Hiện tại người dân phải đi về nhà của mình từ đường Nguyễn Chánh theo một con đường tạm. Con ngõ nhỏ lại bị lấn chiếm 1/3 diện tích để cho một đơn vị tổ chức kinh doanh dịch vụ trông giữ xe ô tô trái phép. Ngoài ra, còn một loạt những bất cập khác liên quan đến công tác quản lý vận hành tòa nhà của cư dân không được chủ đầu tư giải quyết một cách thỏa đáng. Chúng tôi đang phải đi nhờ, chúng tôi không biết đi vào đường nào cả. Chúng tôi bây giờ là nếu như mà cái dự án trước mắt này mà họ lấy lại phần đất và cái lối đằng sau kia là 177 Trung Kính kia mà họ chặn lại thì chúng tôi chỉ có đường là bay vào đây để đi thôi, chứ không có lối đi. Mà cái tầng 6, tầng 5, tầng 6, tầng 7 thì đều là khu cư dân cả. Cho thuê cả một cái đơn vị phòng gym ở đấy trong khi không hề làm một cái hệ thống cách âm hay là hệ thống chống ồn gì. Ảnh hưởng rất là nhiều đến cư dân chúng tôi. Người mua nhà dự án Home City hẳn không ai ngờ được bỏ tiền tỷ để mua căn hộ chung cư mặt phố Trung Kính mà giờ họ lại phải đi nhờ theo ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Chánh. Thực tế này đang khiến cư dân nơi đây cho rằng chủ đầu tư treo đầu dê bán thịt chó, quảng cáo không đúng sự thật. Trước thực trạng này, trách nhiệm của chủ đầu tư như thế nào? Vai trò của chính quyền địa phương ra sao? Và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để cập nhật thông tin về vụ việc này và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, phát triển khu công nghiệp vẫn được nhìn nhận như là một kênh đầu tư hấp dẫn và tạo ra tiềm năng đón sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện cả nước có 313 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 88.000 ha. Trong đó thì diện tích đất có thể cho thuê đạt 60.000 ha, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn có không ít khu công nghiệp, dù cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh nhưng không thu hút được lượng doanh nghiệp đầu tư vào như kỳ vọng. Và ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình Điểu 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập vào năm 1995 và kỳ vọng trở thành một khu công nghiệp đa ngành, ít gây ô nhiễm môi trường. Nhưng sau nhiều năm thì nơi đây chỉ mới lấp đầy được khoảng 40%, còn lại vẫn bỏ hoang, cỏ mọc tùm như thế này. Phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, xây dựng khu công nghiệp có dịch vụ hoàn hảo. Đó từng là những mỹ từ được gắn cho khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư khi thành lập cách đây hơn chục năm. Ở thời điểm ấy, đây là khu công nghiệp duy nhất ở Hà Nội được đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài với tổng vốn 12 triệu đô la Mỹ. Song tới nay, số doanh nghiệp lấp đầy chưa được một nửa. Cho nên, khu công nghiệp này đã được chuyển đổi thành khu đô thị. Từ câu chuyện của khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư, nhìn rộng ra có thể thấy cơ sở hạ tầng đồng bộ chỉ là điều kiện cần chứ không phải nhân tố quyết định thu hút các nhà đầu tư. Trước đây khi tính đến việc đầu tư nhà máy tại Bắc Ninh, chúng tôi rất băn khoăn không biết liệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử công nghệ cao chúng tôi cần thì có doanh nghiệp nào đáp ứng được không. Nhưng như các bạn thấy đấy, giờ thì chúng tôi rất yên tâm hoạt động vì lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Khi chúng tôi cần vào bao bì sản phẩm, chúng tôi có ngay doanh nghiệp đáp ứng. Đến nay, cả nước có hơn 200 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 60.000 ha và 95 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%. Như vậy, vấn đề chính được các chuyên gia chỉ ra, đó chính là vấn đề chia sẻ lợi ích cũng như tạo ra được mối liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và chủ đầu tư khu công nghiệp.
từ chính các cái chủ đầu tư cần phải làm sao mà tạo ra những cái khu công nghiệp và với cái hạ tầng nó tốt và giá cả là phải chăng. Và bên cạnh đó thì cái nỗ lực của các cái chính quyền địa phương trong việc là xây dựng kết nối các cái đầu mối giao thông tạo thuận lợi cho nhà đầu tư người ta sản xuất và người ta lưu thông hàng hóa xuất cảng một cách thuận lợi. Bản thân cũng là sự chia sẻ đấy giữa cái ông chủ dự án cái khu công nghiệp ấy. Anh làm được khu công nghiệp rồi và sau anh đưa ra cho người ta cho giá thuê để khai thác mà anh chưa thích hợp, người ta không có lợi thằng nào. Bài toán lợi ích lại một lần nữa được đặt ra trong việc phát triển bất động sản khu công nghiệp. Việc xây dựng một khu công nghiệp với hệ thống hoàn chỉnh chỉ là yếu tố ban đầu, chứ không phải yếu tố chính để giữ chân các nhà đầu tư. Một khi mà vấn đề tiền thuê đất, sự kết nối với sân bay, cảng biển, cũng như xây dựng các doanh nghiệp phụ trợ còn bị xem nhẹ, thì sẽ không còn ít những nơi như khu công nghiệp Hà Nội, Đài Tư. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây thì xu hướng vẽ tranh tường ngày càng được ưa chuộng bởi tính độc đáo, màu sắc tươi tắn và có độ bền lâu năm. Những bức tranh được vẽ bằng tay không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn hữu dụng với mọi không gian, biến những bức tường đơn điệu trở nên sống động và đẹp mắt hơn. Trong mục tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý giúp quý vị một loại tranh tường 3D độc đáo được tạo ra từ chính bàn tay của người họa sĩ. Muốn bức tranh thật ưng ý, ngay từ đầu, người họa sĩ phải xử lý bề mặt bức tường thật nhẵn, xử lý ẩm mốc, dùng sơn lót, bảo vệ, sau đó mới bắt đầu vẽ tranh. Với bức tranh này, chất liệu chính được sử dụng là sơn màu acrylic bởi nó có độ bền màu cao nhất, giúp bức tranh được bảo quản lâu dài, không bị xuống màu hoặc ngả vàng. Cái đặc điểm của tranh vẽ trực tiếp lên tường ấy, thì là cái người họa sĩ sẽ được, tức là được mình được phối theo một cái không gian mà mình trực tiếp làm việc ở đấy. Đấy là cái điểm rất hay. Có nghĩa là cái bức tranh này đã ấn định ở đây rồi và tôi hòa sắc theo cái không gian mà tôi đã có. Có nghĩa là vị trí mình đã đặt sẵn. Chứ còn cái dòng tranh mà khi mà khách hàng mà đến mua trực tiếp ở gallery chẳng hạn và chúng ta đem về chúng ta treo thì đôi khi vô tình chúng ta cũng chưa biết là không gian nhà mình phối như thế nào và bức tranh đấy liệu đặt vào nhà mình nó có hợp hay chưa. Đấy, cái này nó cũng là cả một cái vấn đề. Thì cái hay của cái dòng vẽ tranh trực tiếp là tôi thấy là cái mấu chốt nó hay là ở cái điểm là mình không gian này với màu sắc như này và tôi phối như thế này để cho nó hợp với không gian và cũng như là cái kích thước là mình có thể định hình được chắc chắn luôn ở cái không gian đó. Có rất nhiều chủ đề tranh được lựa chọn như phòng khách thì thường hay vẽ tranh phong cảnh như tre, khóm trúc, hoa lá, mây trời, biển cả với màu sắc tươi tắn. Còn ở phòng ngủ, hình ảnh lãng mạn là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, bức tranh có đẹp hay không còn phụ thuộc cả tài nghệ phối màu của bức tranh với màu đèn nhà của gia chủ. Thời gian thực hiện mỗi bức tranh phụ thuộc vào độ khó và độ lớn của bức tranh. Các tranh đơn giản, ít chi tiết, màu sắc có thể hoàn chỉnh trong 1 đến 2 ngày. Nhưng đối với các bức tranh đòi hỏi độ khó, diện tích rộng, có thể họa sĩ phải vẽ đến vài tuần. Chi phí vẽ tranh tường được tính từ khoảng 150.000 đồng đến 350.000 đồng trên 1 mét vuông. Tuổi thọ của tranh tường thường đạt từ 3 đến 5 năm. Hy vọng rằng những gợi ý vừa rồi của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thêm ý tưởng để thiết kế cho căn nhà của mình trở nên độc đáo hơn. Và tới đây, chương trình Điều 24 giờ cũng xin được kết thúc. Bất cứ vướng mắc nào của quý vị liên quan đến lĩnh vực bất động sản đều sẽ được chúng tôi giải đáp một cách cụ thể, tư vấn một cách tận tình. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình cũng xin được gửi về email dieoc24h@vtc.gov.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ chương trình Địa ốc 24 giờ kênh VTC1 đài truyền hình kỹ thuật số VTC 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.